Xin chào bác. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bác hành trình khởi nghiệp của một trại nuôi gần 10 con bò thịt. Đây là một mô hình chăn nuôi quy mô nhỏ. Tuy nhiên tôi muốn giới thiệu lại cho một số bác muốn khởi nghiệp để các bác tham khảo. Tôi có để số điện thoại của trại em ở dưới. Nếu bác nào cần tham khảo thì alo cho em ấy nhé các bác. Như tôi đã nói, trước khi đi vào chăn nuôi thì chúng ta phải tìm hiểu thật kỹ về các vấn đề như thiết kế chuồng trại, con giống, kỹ thuật phòng bệnh và chăm sóc nuôi dưỡng như thế nào. Đối với trại này thì tôi đã đưa đi thăm hai mô hình chăn nuôi lâu năm như trại nhà anh Hồng và trại nhà anh Hòa ở Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội. Mệt mốt đấy em ơi. Hôm này không em mốt đấy. Mấy con này em chơi chưa đấy, đúng không? Con này bây giờ nha, nó có con này đâu đấy rồi. Không dưới 3 tạ thì sẽ nó. Nhưng mà mình tính được. Nhưng mà con này em tính cho nó là nuôi thêm nó còn phát triển lớn thì mình để lại. Đúng rồi, bọn này vẫn phát triển được. Đấy, sau này em nuôi nó sẽ như thế này. Bán 1 tỷ không, con này không đủ phẩm chất. Dòng OB à. Con này dòng Angus. Lion Angus. To thế này nó thịt sẽ không hơn kia. Đúng rồi. Nhất là cái loài bò, con bò thứ tư kia kìa. Nó sẽ, sau này nó sẽ tỷ lệ thịt sẽ cực kỳ ít luôn. Nhưng mà con HF đây á, anh Giáo Hoàng nhá, con ở cái dàn 6 con mà anh bắt con nó đấy. Vâng. 72 triệu đấy. Là con to nhất 320 cân thịt sẻ. 3B gọi nó bằng thầy. Thế á? Anh tưởng là toàn xương. 320 cân thịt sẻ đấy. À. Con to đỏ 3B đứng đây này, 290 này. 290? Ừ. Nhà nó báo mình chuẩn luôn đấy. Nhưng mà con này em thấy chắc nhỉ? Con này chắc ấy nhỉ? Không dưới 3 tạ con này chắc. Sau khi trại đi tour về thì trại em ấy bắt đầu cải tạo lại chuồng lợn thành chuồng nuôi trâu bò với quy mô là 10 con. Em ấy chia sẻ là tiền cải tạo thì mất có 5 triệu thôi các bác ạ. Được, cái này được. Này, cái này em đánh như này em sợ sau này nó trơn ấy. Em bảo em đánh hết sân chùi hết cỡ rồi đấy. Nhưng mà thôi cái này đấy. Nói chung là mình có đất. Cái này sao rộng quá nhỉ? 90 ở rộng quá nhỉ? Đâu? Đây. 92. 92 à? À. Nếu mà 92 như thế này thì em sợ. Dốc này dốc bao nhiêu? Dốc 3% được rồi. Dốc như này cũng ổn rồi. Khổ. Cái này là cao lên là gần 90 đúng không? 90. Ở trên kia thì trên 91. Không chuẩn đấy. Lưng cái máng này lên cao so với mặt nền khoảng 30 phân đầu, 3-40 phân càng tốt đấy. Mình không cần lòng máng sâu quá đâu. Em cái này thì là 5 năm thì em dự tính là chỉ lòng máng lên tầm khoảng gần 30 phân, 30 phân được rồi. Tầm này tôi đến đoạn này sao nào? Đây đang 50 nhưng mà thêm chát chỗ này.
nữa sẽ lên 500. Đây, nào lòng máu tận đây này, khoảng hơn 30 phân thì. À vâng. Đấy. Đấy. Ừ. Chiều dài từ đây đến đây bao nhiêu? 1m2. 1m2 à? À. Đâu? Ở đâu đâu? Ở chỗ này ngay chỗ này thôi. Ngay chỗ cột chân cột rồi mà, cái con đấy này là em hãy đẩy ra ngoài để cho con bò nó đỡ bị chín gáy vào. Được. Lúc đầu thì cha em ấy dự định nuôi từ 15 đến 20 con. Tuy nhiên tôi có khuyến cáo em ấy là nên nuôi từ 8 đến 10 con lấy kinh nghiệm trước và nên bắt loại bò choai trung bình từ 28 đến 32 triệu trên con về để nuôi kịp bán Tết. Và em ấy đã bắt 6 con bò 3B lai với tổng số tiền là 185 triệu và chia trung bình là 30,8 triệu đồng trên con. Và khi bắt bò về thì tôi cũng khuyến cáo trại là nên làm đầy đủ 3 loại thuốc như ghẻ giận run, sán lá gan và ký sinh trùng đường máu. Và 2 loại vaccine đó là lở mồm long móng và tụ huyết trùng. Trong quá trình chăn nuôi thì trại cũng gặp phải những cái vấn đề như sốt bò ăn không rõ nguyên nhân, tụ huyết trùng. Thì tuy nhiên cái cách xử lý nó rất là đơn giản thôi, thì các bác chỉ cần đó là tiêm từ 2 đến 3 mũi hạ sốt, thuốc bổ và kháng sinh là khỏi thôi các bác ạ. Con này bao nhiêu? Này 35 á? À? Trời, loại bò to thế. Con này bao nhiêu? 36 à? Con này bao nhiêu? Con này, mấy con kia, 3 con là 85 triệu. 3 con mua gộp luôn. Mua gộp luôn là 85 triệu. 64. Cứ cho 30 triệu một con đi, 36, 18, 180 triệu rồi. 185. 185 triệu rồi. Sau 8 tháng nuôi, em ấy đã bán đàn bò 6 con đó và mang lại cái lợi nhuận cũng khá là lớn, 80 triệu đồng trên 6 con bò. Và cái lợi nhuận này đã trừ tất cả các chi phí rồi đó các bác. Tính ra là lợi nhuận gần 1,7 triệu đồng trên con trên 1 tháng đó các bác. Theo em chia sẻ thì chăn nuôi rất là nhàn. Một ngày mất 3 tiếng, sáng 1 tiếng và chiều mất thời gian khoảng 2 tiếng để chăm sóc bò thôi các bác ạ. Còn với chi phí tiền thức ăn như sau. 2 tháng đầu trung bình một con hết khoảng 600 đến 700 nghìn đồng trên con trên tháng. 6 tháng sau trung bình mất 1 triệu đồng trên con trên tháng. Vì vậy, đối với nghề chăn nuôi bò thịt này tôi thấy rất là hiệu quả. Đối với giá giống cao như vậy mà lợi nhuận tính ra được gần 1,7 triệu đồng trên con trên tháng là quá tốt rồi đúng không các bác? Các bác có thể tham khảo thêm với trại nhà em Năng ở Phú Linh, Phú Thọ. Số điện thoại là 033 969 2444. Và tôi có lời khuyên cho các bạn nào bắt đầu khởi nghiệp nuôi bò như sau. Thứ nhất là phải tìm hiểu kỹ về nguồn giống, đầu vào, đầu ra và cách xây dựng chuồng trại như thế nào cho hợp lý, quy trình dinh dưỡng thế nào để giúp bò phát triển tốt nhất. Thứ hai là các bác phải có đất để trồng cỏ nuôi bò, vì không có cỏ thì chăn nuôi sẽ rất là khó khăn, tăng chi phí trong chăn nuôi bò và làm giảm cái lợi nhuận trong quá trình chăn nuôi. Và thứ ba thì khi các bác đã chăn nuôi châu bò rồi thì các bác phải làm đầy đủ các loại thuốc và vaccine như tôi đã khuyến cáo.